Xin chào tất cả các bạn, lại là mình IQG đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim đa chiều hỗn chiến 2024, các bạn cùng theo dõi nhé. Vào năm 2022, một đạo tặc vũ trụ đã xuất hiện trên trái đất. Hắn âm thầm trang bị một thiết bị tối tân để kiểm soát nhân loại. Thiết bị này được gắn vào vùng sau não của con người, tùy tiện giam cầm họ như những tù nhân trong bộ óc mà không ai hay biết điều này. Trong khi con người vẫn tiếp tục cuộc sống như thường lệ, không hề hay biết về sự hiện diện của những sinh vật đáng sợ bên trong. Nhiệm vụ của những người bảo vệ và nhân viên bảo trì là giám sát những tù nhân này. Thật không may, lãnh đạo của nhóm tù nhân đã thoát khỏi sự kiểm soát và giải phóng một loại khí độc đỏ chói từ không gian ngoài hành tinh, gây tổn thất nặng nề trong làn khói đỏ. Tù nhân đã được thả tự do và mục tiêu của lãnh đạo là giải phóng toàn bộ khí quyển còn lại, tiêu diệt tất cả loài người và chiếm lấy trái đất. Trong tình thế nguy cấp, một người bảo vệ đã sử dụng một thanh kiếm thần để mở ra cánh cửa xuyên không, đẩy hai con quái vật trở về thời đại cổ đại và bị mắc kẹt ở đó. Cô bé Lia không may cũng bị cuốn vào và mắc kẹt trong thời đại cổ đại. Phó tướng quái vật rơi xuống gần một dòng suối gần một ngôi đền, không biết cách trở về. Sau khi được đưa đi điều trị, hắn tỉnh lại và cố gắng sử dụng sức mạnh nhưng đã chết sau khi bị một kiếm sĩ lão luyện đánh trúng. Quái vật phó tướng tuyên bố rằng họ sẽ chiếm lĩnh lãnh thổ này. Trong khi đó, lãnh đạo rơi vào rừng vì cơ thể chủ sắp tới chết và muốn chuyển sang cơ thể của cậu bé. Một năm sau đó, Muzak đã trưởng thành và được hai pháp sư nuôi dưỡng. Nhờ sức mạnh phi thường của bộ giáp nano, cậu bé sở hữu những năng lực vượt trội. Tuy nhiên, mọi người hiểu lầm rằng cậu bị quái vật kiểm soát, khiến cơ thể cậu liên tục bay lơ lửng và mất điều khiển, đến mức bay lên cao trong bầu trời tụt. Bọn quái vật điên cuồng săn đuổi gương thần, buộc hai pháp sư và Muzak phải chiến đấu với khó khăn. Trong lúc này, nữ chính Lia đã lấy được gương thần và tẩu thoát. Cô quyết định tìm Phi Thi và người máy THAD để trở về. Tuy nhiên, khi cô vừa tìm thấy dấu vết của phi thuyền, hai sát thủ săn tiền thưởng đã xuất hiện. Tuy nhiên, chúng không ngờ rằng Lia rất mạnh mẽ và có trình độ võ thuật vượt trội. Chỉ sau vài đòn, cô đã đánh tan lũ săn tiền thưởng tan tác. Trong tình huống đó, có một người đạo sĩ mù đang lang thang tìm kiếm gương thần. Anh ta mang theo một cây bảo đao sắc như thái đậu phụ. Hai tên sát thủ đã đến hỏi mua cây đao đó để chiếm gương thần từ tay cô bé. Khi nghe đến gương thần, người đạo sĩ bỗng nhớ lại một kỷ niệm xa xưa. Ông cần gương thần để chữa lành hai mắt mù của mình. Trong đêm đó, Lia đang trên đường tìm phi thuyền và nghỉ lại tại một quán trọ. Đột nhiên, một con quái vật phó tướng lao tới tấn công. May mắn là Lia có hai khẩu súng và cô đã bắn thủng bụng của con quái vật này. Quái vật đau đớn và bỏ chạy. Tuy nhiên, đám đồ đệ của nó tiếp tục bắn tên cung vào phía Lia. Nữ chính không còn cách nào khác ngoài việc chạy trốn để tự bảo vệ mạng sống. Cô tạm thời lẩn trốn trong một cái miếu bỏ hoang. Hai tên sát thủ nhanh chóng đuổi theo và đến bên ngoài. Đúng lúc nguy cấp, hiệp sĩ mù xuất hiện. Ông ta dùng tay để bắt mũi tên và hạ gục một tên hiệp sĩ có khí công. Ông ta đánh bại bọn chúng tại đó. Ông nghe thấy tiếng thở của Lia và ngay lập tức ném thanh đồ long đao vào, hạ gục nữ chính và chiếm được gương thần. Tuy nhiên, trước khi hiệp sĩ có thể sử dụng gương thần, nam chính Muzak mặc áo tàng hình đã lẻn vào và lấy mất nó. Hiệp sĩ trở nên tức giận và dùng sức mạnh để đánh bay Muzak. Nhìn thấy hiệp sĩ bị mù, nam chính đã lợi dụng cơ hội này và sử dụng chiêu thức khí công. Chỉ trong vài giây, Muzak đã dùng chiêu thức đó để đối đầu lại hiệp sĩ. Sau đó, Lia sử dụng áo tàng hình che chở Muzak và gương thần trốn đi. Vào thời điểm hiện tại năm 2022, Gein, một người hậu duệ của hiệp sĩ mù, đã trở thành một đạo sĩ. Mặc dù là một phụ nữ, cô có khả năng tương tự như tổ tiên của mình. Chỉ cần sử dụng vài ngón tay, cô có thể đánh bại một gã đầu gấu cơ bắp. Trong ngày đó, Gein cũng chứng kiến vụ nổ không khí. Đó là lúc thủ lĩnh giải phóng không khí ngoài hành tinh nhằm giải phóng vật chủ. Hàng ngàn người đã mất mạng trong sự cố đó. Trong ngày đó, trong không khí đỏ bí ẩn, máy quay đã ghi lại ba người lãnh đạo vẫn còn sống sót. Gein biết rằng cụ tổ hiệp sĩ mù đã cảnh báo trước, nhanh chóng lấy thanh đồ long đao và rời khỏi hiện trường. Đồng thời, trong thế giới cổ đại, nữ chính nhận ra rằng Muzak chính là chàng trai đã cứu cô trên con thuyền 10 năm trước. Họ ôm nhau trong niềm hạnh phúc và tình cảm bắt đầu nảy nở. Muzak đã từng nghĩ rằng trong sự cố đó, linh hồn quái vật đã nhập vào cơ thể mình và anh muốn sử dụng gương thần để tự đâm mình và tiêu diệt quái vật. Tuy nhiên, Lia cố gắng ngăn chặn và tin rằng có cách để giải phóng quái vật ra khỏi Muzak mà không cần đến hành động tự sát. Trong khi đó, tên quái vật phụ tá cùng với đội quân đã tìm thấy một phi thuyền và ra lệnh để đưa nó về trại phía nam. Nữ chính cũng đã tìm thấy một con robot Thunder, nhưng nó dường như không còn hoạt động. Đáng tiếc là bên ngoài, một nhóm sát thủ tới bắt bố của nam chính. Hai người bảo vệ của nam chính đã cố gắng chống lại, nhưng họ đã bị bắn tên xuyên qua cơ thể. Khi Muzak chạy tới, đã quá muộn, các người bảo vệ tan biến thành các hạt nano. Các hạt nano trở về và kích hoạt thơ, đánh thức nó. Cả nhóm nhận ra rằng họ cần đến trụ sở của tên đạo sĩ để cứu bố của nam chính. Khi đến nơi, họ phát hiện rằng bố của Muzak bị trói và bị giam cầm. Thực tế, điều đó là một chiêu bài của quái vật. Bọn chúng đặt niềm tin vào việc thủ lĩnh vẫn hiện diện trong Muzak. Và đúng như dự đoán, quái vật bất ngờ tấn công Muzak từ trên trần nhà, khiến anh ta hoảng sợ và bỏ chạy. Tuy nhiên, người bảo vệ đã bị thương tử vong ngay tại chỗ. Quái vật tiếp tục tấn công và bắt nữ chính bằng xúc tua. Hiệp sĩ nhanh chóng đáp trả bằng cách chặt đứt xúc tua, nhưng gương thần vẫn bị quái vật chiếm giữ. Đạo sĩ lao tới và cố gắng đánh lại, nhưng không đủ sức để đối đầu với quái vật. Nam chính Muzak lao lên để hỗ trợ, nhưng lại bị quái vật đâm thương bằng thanh gương thần. Vì đó là cách duy nhất để đánh thức thủ lĩnh, Lia đau lòng đến và rút thanh gươm ra. Tình cờ, cô gãy tay và máu chảy, Lia lúc đó nhớ ra rằng cô cũng đã bị quái vật xâm nhập. Cô nhanh chóng sử dụng súng tự sát để tránh quái vật tỉnh lại, nhưng đã quá muộn. Quái vật nắm lấy viên đạn, không cho cô chết ngay lập tức. Thủ lĩnh quái vật lợi dụng tình thế và đồng thời điều khiển Lia. Trong khi đó, người bảo vệ thứ hai tan biến thành hạt nano và kích hoạt người máy.
Nhưng ngay khi trở về, họ bị quái vật thủ lĩnh đánh lùi. Hắn và đồng bọn nhận ra tình hình đang ngày càng trở nên nguy hiểm và quyết định quay trở về tương lai để xâm chiếm trái đất. Hiệp sĩ sử dụng sức mạnh để giành được thanh gươm của thủ lĩnh. Quái vật mực mình sử dụng xúc tua để tấn công hiệp sĩ pháp sư. Trong lúc đó, hắn nhanh chóng lấy cắp thanh gươm thần, nhưng bị cuốn vào lỗ hổng xuyên không và biến mất vào tương lai. Quái vật thủ lĩnh và tay sai của hắn cũng theo sau, trở về tương lai và hít thở khí màu đỏ, làm cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn điều khiển các tay sai khác tỉnh lại và hỗ trợ hắn. Trong khi đó, thủ tướng đã ra lệnh cho quân đội xâm nhập khu vực màu đỏ. Ông đã nhận ra rằng có quái vật trong đó và cố gắng ngăn chặn, nhưng thủ tướng không tin và dùng điện để làm cho cô ấy bất tỉnh. Sau đó, cô ấy bị còng tay và bị giam giữ tạm thời. Đồng thời, đội đặc nhiệm tiếp tục xâm nhập khu vực màu đỏ. Họ kinh ngạc khi phát hiện ra các xác chết đang bay lơ lửng, nhưng trước khi họ có thể hiểu được điều gì, quái vật đã tấn công dữ dội. Mỗi phút trôi qua, nhiều người chết trong một nháy mắt. Đội đặc nhiệm đã không còn ai sống sót, chỉ còn camera truyền hình ghi lại hình ảnh của quái vật. Trong khi đó, hai pháp sư cùng với thanh gươm thần đã bị đưa vào một phòng tập. Thủ lĩnh nhận được tin tức và nhanh chóng lái xe đến đó. Hai pháp sư, người đến từ thời đại cổ đại, khi nhìn thấy hình ảnh quái vật trên màn hình TV, đã tưởng rằng nó là thật. Họ cùng nhiệt dùng gậy để đánh vào màn hình như muốn giết quái vật. Cảnh sát đã được thông báo và đến nhanh chóng. Họ bắt cả hai người và đặt họ cùng cô gái bất tỉnh vào xe. Nhưng trên đường đi, ba người bị một con quái vật lao vào và làm xe lật nhiều vòng trước khi dừng lại. Nữ pháp sư nhảy xuống ống thoát giác và nhận ra rằng quái vật đang tiến đến gần. Bất ngờ, cô vụt ra súng và bắn vào hắn, nhưng quái vật không sợ hãi, đẩy mạnh tới gần cô. Họ nhanh chóng chạy theo ống thoát giác và may mắn thoát khỏi sự truy đuổi của quái vật. Khi đạt đến mặt đất, quái vật nhanh chóng tấn công và đánh bay cô khỏi xe. Trong lúc đó, hai pháp sư lợi dụng cơ hội đó, nhanh chóng nắm lấy thanh gươm thần và chạy lên một chiếc tàu. Trong khi đó, quái vật thủ lĩnh cùng bọn hắn cũng xuất hiện, sẵn sàng truy bắt hai người trên tàu. Ngay lúc này, ở thế giới quá khứ, B Thunder tỉnh dậy trước và kích hoạt bộ giáp nano, mang lại cho Mu Giác một bộ giáp có sức mạnh hủy diệt từ người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, Mu Giác vẫn chưa biết cách sử dụng nó. Trong khi đó, hiệp sĩ mù, nhờ được cắt vào tay bởi thanh gươm thần, đã lành lại đôi mắt của mình. Bây giờ, họ cần trở về tương lai để ngăn chặn quái vật. May mắn thay, Thơ phát hiện ra một đường hở. Với thời gian vẫn chưa kết thúc, hai người nhanh chóng gọi xe để trở về tương lai. Hiệp sĩ mù hỏi hai người, chúng ta đến ngày nào? Cùng lúc đó, Thunder và Mu Giác lái xe qua đường hầm trước mặt hiệp sĩ mù và bay về năm 2022. Thời gian đang ngồi gấp và họ cần đến đúng địa điểm để ngăn chặn vụ nổ khí. Trên tàu, hai pháp sư đang đối mặt với sự truy đuổi của quái vật thủ lĩnh, ngăn không cho họ có thời gian nghỉ ngơi. Quái vật khét tiếng với sức mạnh vô song, làm tan nát mọi thứ trên đường đi. Trong lúc nguy cấp, một pháp sư sử dụng phép biến hình để tạo ra hai bản sao của mình, trong khi ông và bà chạy trước. Hai bản sao ở lại đấu tranh với quái vật, mặc dù biết rằng họ không phải đối thủ của thủ lĩnh, nhưng hai người cố gắng dùng sức mạnh cuối cùng để kéo quái vật xuống, nhưng không thành công. Quái vật và bọn hắn tiếp tục truy sát hai bản sao trên nóc của tàu. Trong lúc tuyệt vọng, Thơ và Mu Giác tới và bắt đầu chiến đấu với quái vật trên nóc. Tuy nhiên, khi Mu Giác cố gắng lên tàu để cứu hai pháp sư, cô không biết cách sử dụng bộ giáp và rơi khỏi tàu. Vợ của Mu Giác, đầy tức giận, cố gắng kích hoạt lại bộ giáp và chạy đến tàu như điên. Trên tàu, hai pháp sư đã không còn đường chạy trốn và quái vật bắt giữ ông già và lấy gương thần trong lúc nguy cấp. Khi nam chính xuất hiện, anh ta bị tấn công và bị thương nặng trước khi kịp đấm trả. Mu Giác cố gắng thuyết phục Lia và lấy lại sự kiểm soát của cô, nhưng cô đã bị quái vật chiếm quyền kiểm soát sâu đậm và không thể thoát khỏi. Mu Giác cuối cùng phải sử dụng chiêu cuối cùng, chuyển toàn bộ bộ giáp nano sang người Lia, bộ giáp ngoài hành tinh. Tất nhiên, với sức mạnh vượt trội, quái vật bắt đầu quá trình trích xuất tù binh khỏi tâm trí của Lia. Tuy nhiên, khi đang tiến hành quá trình này, một tên đàn em đột ngột xuất hiện, ngăn cản quái vật. Tên đàn em sử dụng xúc tua để cố gắng kéo cánh tay ra. Thunder nhìn thấy điều này và lao đến hỗ trợ, nhưng đã quá muộn. Quái vật sử dụng xúc tua của tên đàn em để nhập vào cơ thể chung. Khi hai quái vật hợp nhất, một sức mạnh khủng khiếp được tạo ra, tương tự như việc Son Goku và Vegeta hợp thể thành sức mạnh bộc phát, tăng cường hàng triệu lần với bạo lực tàn bạo không thể tưởng tượng. Đoàn tàu sắt khổng lồ nhanh chóng bị hủy hoại hoàn toàn bởi sức mạnh của chúng. May mắn thay, tai nạn xảy ra ngay tại nơi phi thuyền đang đậu. Khi đó, chỉ còn 6 phút trước khi nổ, giải phóng không khí. Nếu không, toàn bộ trái đất sẽ bị hủy diệt. Phó thủ lĩnh đang chờ sẵn ở đó, bước ra với sức mạnh vượt trội. Ngay lúc đó, một đòn đánh của thần sấm đã đánh bại Thunder. Thủ lĩnh quái vật cũng xuất hiện sau khi hợp nhất. Nó sử dụng xúc tua tấn công Lia, muốn lấy sức mạnh từ cô và gây tổn thương nghiêm trọng. Đúng lúc đó, một chiếc xe ô tô xuất hiện, Gein nhảy ra và đâm thẳng vào quái vật thủ lĩnh. Giàn giáo cũng đồng loạt đổ lên quái vật, Gein cố gắng mang thanh đao của ông tổ đến. Lia sử dụng năng lượng của ông tổ để điều khiển thanh đao và đánh quái vật. Điều này cho thấy, trong quá khứ, hiệp sĩ mù đã nhìn thấy nhóm mọi người xuyên không mà không mang theo vũ khí, vì vậy ông đã viết lại di chúc cho dòng họ, yêu cầu pháp sư phải mang theo vũ khí. Đến năm 2022, toàn bộ nhóm đã sẵn sàng, bao gồm cả chiếc gương phép thuật và quạt làm vũ khí. Mu sử dụng quạt để tạo ra một thanh đao khổng lồ và chém bay quái vật bên cạnh. Họ cũng đội bộ giáp nano để hồi phục sức khỏe. Bây giờ, cả bốn người trong nhóm sẵn sàng tấn công. Người máy nhận ra rằng cơ hội chiến thắng của họ đang tăng lên nhanh chóng. Lia nhìn thấy điều này và đẩy mạnh cố gắng, đâm lưỡi kiếm vào tâm của phi thuyền. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn vụ nổ. Quái vật nhận ra mối nguy hiểm và cố gắng ngăn chặn. Tuy nhiên, Lia có sự hỗ trợ từ các thành viên khác, giúp cô có thời gian tiến gần đến phi thuyền. Nữ pháp sư sử dụng chiếc gương để phóng to cú đấm, Mu sử dụng thanh đao để chém quái vật bay đi. Trong khi đó, ông già sử dụng một chiêu thức không công bằng.
Ông biến mình thành nhiều người để làm lừa quái vật, điều này tốn nhiều thời gian. Bà pháp sư sử dụng gương để phóng to bàn tay và cố gắng nắm quái vật thủ lĩnh. Tuy nhiên, không ngờ rằng quái vật lại dùng xúc tua để đâm thủng tay của cô. Quái vật đã loại bỏ mọi người ngăn cản và đuổi theo nữ chính. Cô gái chỉ có thể bỏ chạy và tụt quần. Đáng tiếc là cô vẫn bị quái vật bắt được. Mu cố gắng lao tới để hỗ trợ bạn gái của mình, nhưng kết quả lại là cả hai người bị bắt. May mắn thay, người máy đã cắt đứt xúc tua và cứu Lia. Cô nhanh chóng đứng dậy và chạy trốn. Vào lúc này, chỉ còn vài giây nữa là phi thuyền sẽ nổ tung. Quái vật muốn ngăn chặn cô trong tình huống khẩn cấp. Nữ pháp sư sử dụng chiếc gương để tạo ra một cái ghe in, rồi ném thanh đao qua và phóng to nó để hạ gục quái vật. Lia tiến gần tới tâm phi thuyền, quái vật cũng tung xúc tua để ngăn thanh gương chạm vào tâm lõi. Trong khoảnh khắc quyết định, Mu xử lý một cú chém chí mạng vào quái vật, làm nó chia thành hai phần. Nhờ đó, thanh gương thần có thể thâm nhập vào lỗ hổng thành công, ngăn chặn sự phá hủy của trái đất. Phần quái vật bị chặt đôi rơi xuống mặt đất. Nó cố gắng chiếm lấy một cô gái làm con tin trong căn nhà. Trong tình huống khẩn cấp, Mu giác đồng ý che chắn để cho Lia chạy tới. Anh ta sử dụng bộ giáp và niêm phong quái vật trong một tinh thể. Tuy nhiên, không ngờ rằng quái vật đã hợp thể quá mạnh, khiến tinh thể bị nứt. Vì vậy, đề xuất được đưa ra để đưa bầy quái vật này lên sao hỏa. Nếu có sự cố, anh ta sẽ hy sinh mình. Vụ việc tạm thời kết thúc và mọi người chia tay để trở về thời gian của mình trước khi lỗ hổng không gian thời gian đóng lại. Hai pháp sư là những người đầu tiên trở về. Cặp nam nữ chính không có thời gian để làm bất cứ điều gì và phải xa nhau. Thơ lái phi thuyền và hút hết khí quyển màu đỏ ra khỏi trái đất. Thế giới tạm thời được đặt trong một trạng thái hòa bình. Mu giác trở về thời cổ đại nhưng phát hiện ra rằng phía sau nhà mình có một cuốn sách vợ. Không suy nghĩ nhiều, anh ta chạy với tốc độ tới tương lai để gặp bạn gái. Anh ta chạy ra đường và hét lớn, gọi taxi. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ IQG, giúp kênh ngày càng phát triển. Nếu bạn thấy bộ phim thú vị, hãy like và để lại bình luận về cảm nhận của bạn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tóm tắt phim mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập phim tiếp theo.